Vâng, xin kính chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Mẹo Vặt và Thủ Thuật. Video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ghép khuôn mặt của mình lên một cái bức ảnh nào đó, làm sao cho cái bức ảnh đó nó thật là hài hòa, nó đẹp, nó không bị lộ. Đó thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ghép, cách chỉnh sửa bằng cái ứng dụng PicArt. Thì các bạn có thể tải ứng dụng PicArt này về và bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn luôn. Chúng ta sẽ nhấn vào. Thời gian gần đây mình thấy rất nhiều bạn cũng có ghép và đăng lên Facebook thì mình nhìn có rất nhiều bạn làm cũng cực là đẹp. Thế nhưng cũng có một số bạn nhìn nó cũng chưa được đẹp lắm. Thì hôm nay mình xin được chia sẻ với những cái kinh nghiệm của mình. Rồi bây giờ ta sẽ vào ứng dụng PicArt và ta sẽ nhấn vào dấu cộng này. Trước tiên ta sẽ chọn tới một cái bức ảnh khung mẫu mà chúng ta muốn ghép khuôn mặt của chúng ta lên. Thì bây giờ ví dụ mình sẽ chọn một bức ảnh như thế này. Đây là một cái bức ảnh gốc chẳng hạn. Cái bức ảnh gốc mà mình muốn ghép khuôn mặt của mình hoặc là của một người nào đó lên đây. Thì trước khi ghép chúng ta phải lưu ý những cái điểm này. Thứ nhất là cái khuôn mặt. Da của khuôn mặt so với da của tay này nó phải gần giống nhau. Nó phải 1:9 1:10. Không một cái là đen thui, một cái lại trắng bệch, nhìn nó không giống. Điểm thứ hai là khuôn mặt nó phải hài hòa, chúng ta ghép nó phải không được lớn quá, không được nhỏ quá. Và khi chúng ta ghép khuôn mặt của bức ảnh gốc nó nhìn về hướng nào thì cái bức ảnh chúng ta chụp muốn ghép nó cũng phải tương tự như vậy thì chúng ta mới ghép được. Đó, vừa rồi mình lên Facebook xem cũng có một số bạn ghép theo cái kiểu này. Rất nhiều bạn ghép cực kỳ là đẹp, thế nhưng cũng có một số bạn ghép nhìn nó không được hài hòa lắm. Cho nên video này mình xin được chia sẻ với những cái kinh nghiệm của mình. Đó thì chúng ta phải dùng cái con mắt thẩm mỹ của mình để chúng ta nhìn và chúng ta ghép, tránh tình trạng là thân trâu mà ghép vào cái đầu con bò là nhìn nó không hài hòa, không giống. Ít ra cũng phải thân trâu chúng ta ghép cái đầu con nghé vào còn được, còn tạm được. Đó, bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn. Tiếp theo, bây giờ ta sẽ chọn vào bức ảnh có khuôn mặt mà chúng ta muốn thay lên đây. Thì chúng ta sẽ nhấn vào chỗ thêm ảnh này, nhấn vào thêm ảnh và ta sẽ chọn tới cái bức ảnh có khuôn mặt mà chúng ta muốn ghép. Ví dụ bây giờ mình sẽ chọn cái khuôn mặt của bạn nữ này ghép lên, ta sẽ nhấn vào và ta nhấn thêm thêm một. Rồi tiếp theo, bây giờ ta cắt lấy riêng khuôn mặt thôi. Ta nhấn vào phần cắt này nhá, nhấn vào đây và ta đẩy cái này lên. Đẩy vào đây, chúng ta lấy riêng khuôn mặt thôi. Ok. Rồi ta nhấn dấu V. Rồi tiếp theo, ta có thể phóng lớn lên để ta xem nào. Bây giờ khuôn mặt này nó nhìn theo hai hướng khác nhau. Chúng ta phải xoay cho nó về một hướng. Thì chúng ta nhìn thấy phần lật xoay này, nhấn vào. Và tiếp theo ta nhấn vào đây. Đó, ít ra khuôn mặt nó cũng phải nhìn về một hướng như thế này. Đó, và ta có thể xoay làm sao cho nó giống với cái khuôn mặt bên này. Rồi, tiếp theo ta nhấn vào màn hình nhá, nhấn vào màn hình. Rồi, tiếp theo ta lại nhấn vào bức ảnh. Ta sẽ kéo cái này độ mờ đục này, ta kéo về thấp một chút. Rồi, bây giờ ta đặt sát vào đây. Mắt với mắt khớp nhau nhá. Mắt với mắt khớp nhau. Đó, ok. Cứ tạm thời như vậy, ta còn chỉnh nữa. Rồi, xong. Ta lại đẩy ra. Tiếp theo ta nhấn vào cái cục tẩy đây. Nhấn vào đây. Và bây giờ ta tẩy. Ta tẩy hết xung quanh này đi nhá. Đó, bây giờ ta chỉ việc lấy tay ta di đi. Bạn nào dùng điện thoại hàng nốt có chiếc bút thì dùng rất là ok, giống như mình đây thì rất là dễ. Rồi bây giờ ta di xung quanh đi. Di xung quanh đi. Đây chúng ta thấy ba cái thanh này, thứ nhất là kích cỡ này. Chúng ta di thích kích cỡ nó lớn thì chúng ta đẩy cái này lên, độ mờ đục này và độ cứng này thì chúng ta để cái độ cứng nó vừa vừa thôi. Đây này. Nếu như nó cứng quá nên nó rất là sắc nét. Đó, chúng ta để mờ mờ như này thôi. Rồi bây giờ ta cứ di xung quanh đi. Di xung quanh đi. Để lại khuôn mặt nhá.
Rồi, ta cứ di xung quanh. Rồi nếu như nó bị xuống dưới mấy cái thanh này, ta lấy hai ngón tay ta đẩy nó lên để ta di tiếp nha. Rồi ta lại di tiếp ở đây. Rồi tạm thời mình chỉ quay lại xem nào đã được chưa, nhìn xem nào đã ổn chưa, ta có thể di tiếp chỗ nào chưa được ta di lại. Ok, nhấn về đó, chúng ta nhìn xem đã giống chưa. Đó, bây giờ ta có thể bỏ khuôn mặt này ra nhìn hai cái khác nhau hoàn toàn nha. Đó, bây giờ ta lắp vào. Ok. Nếu như bạn nào tinh thì mới có thể phát hiện ra được đây là cái bức ảnh ghép mặt. Thì chúng ta lưu ý những cái điểm này. Cái da mặt với cái da tay này nó ít ra nó cũng phải được 8, 10, 9, 10. Chứ một cái thì đen quá và cái mặt thì lại sáng quá thì nhìn nó không giống đâu. Để chỉnh sửa khuôn mặt độ sáng thì chúng ta nhấn trực tiếp vào và ta nhấn vào đây, điều chỉnh đây. Đây nó có phần độ sáng này. Ta có thể điều chỉnh này. Ta có thể điều chỉnh ở đây. Và cái độ gương tương phản này chúng ta cũng có thể điều chỉnh nhá. Chúng ta chỉnh làm sao nhìn cho nó hài hòa khuôn mặt. Rồi ok, ta có thể điều chỉnh lại nhìn làm sao cho nó khớp là được. Ví dụ như này, khuôn mặt không được lớn quá, không được nhỏ quá. Rồi, chỗ này nếu mà nó bị ta có thể cho nó mờ mờ đi. Rồi, ok. Khuôn mặt nhìn nó khá là đẹp rồi. Nhìn khá là hài hòa. Nếu như bạn nào tinh mắt thì mới có thể phát hiện ra đây là bức ảnh ghép nhé. Đó, chúng ta có thể đặt ra ngoài ta xem hai cái hoàn toàn khác nhau. Đó, bây giờ ta ghép vào này. Đấy, bạn nào tinh thì mới có thể phát hiện được nhá. Ok. Và ta chỉ việc lưu lại là xong, ta nhấn vào đây ta lưu lại, nhấn vào đây lưu lại. Rất là ok, bây giờ ta có thể quay về bộ sưu tập ta xem. Chúng ta có thể ghép bất kỳ một cái khuôn mặt của ai lên một cái bức ảnh nào đó đều được nhá. Cách ghép thì chúng ta làm tương tự. Rồi bây giờ ta về bộ sưu tập ta xem cái bức ảnh chúng ta vừa tạo. Nó đã ok chưa? Đó, đây, hai cái bức ảnh này. Đây là bức ảnh gốc này. Ở đây cũng không phải bức ảnh gốc. Đây mới là bức ảnh gốc này. Như này. Ok. Và cách ghép chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Rất là đơn giản. Ta có thể ghép lên những cái bức ảnh Giáng sinh, bức ảnh chúc mừng năm mới cũng cực kỳ là đẹp. Rồi và video chia sẻ của mình xin được dừng tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.